Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Rồi nè chị, tới rồi nè chị. Sao quên được anh ơi. Dạ con chào gì. À chào, chào cô. Mời 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 cô ngồi. Dạ. Đi đường nóng nắng ha cô ha. Dạ nóng quá. À, uống gì không? Để tôi kêu nhỏ nó làm cho. À, dì cho con xin ly nước cam. Bán cho không có cho. Dạ con. Thấy xinh thấy sợ. Dạ. À, Hạnh, làm cho chị ly nước cam đặc biệt. Dạ có liền. Tôi nhìn cô như không phải dân đây ha. Dì hay quá à. Sao dì nhìn dì biết vậy? Biết chứ, đây đâu có ai xách này. Dạ. Với lại nhìn đẹp vậy chắc ở trên xì phố hả? Dạ, con ở trên thành phố con mới xuống. À, dạ. Ủa mà xuống đây làm chi? Du lịch hả? Ở đây không có gì để du lịch luôn á. Dạ không, con xuống con tìm người quen á dì. Chú chào, từ thành phố mà xuống đây tìm người quen. Dạ. Ở trong mắt này hầu như là tôi biết hết. Muốn tìm ai nói tôi chỉ cho. Trời ơi vậy mừng quá à. À, dì nếu mà vậy á dì có biết ai tên Thành không dì? Thành hả? Dạ. Ở cái ấp này quá trời người tên Thành luôn. Làm đủ mọi ngành nghề nè. Dạ. Thành bán cá nè. Dạ không. Thành chăn vịt. Không phải là gì. Thành hớt tóc. Dạ không. Thành đi buôn chai chai. Thành cơ điện. Rồi Thành điện lạnh. Chứ Thành nào trời? Cái anh Thành mà hồi xưa ảnh làm giám đốc cái công ty sữa gì mà ở trên thành phố gì, dì có quen không? Thành giám đốc hả? Dạ. Ở dưới đây đa phần nông dân với làm công chuyện lao động chân tay không làm gì có ai sang vậy ta. Ủa mà cái người cô nói là khoảng chạc chạc nhiêu tuổi nè? Cái người đó hả? Là chắc là lớn hơn dì đó. Lớn hơn dì, lớn tuổi hơn dì. Lớn hơn tôi hả? Dạ. Để tôi khoanh vùng đối tượng coi. Lớn hơn tôi đâu có nhiêu người mà Thành. Mà cũng không có lớn hơn gì nhiều lắm đâu. Giám đốc. Dạ đúng rồi. Chà hai Thành. Chà hai. Chà làm cái gì? Sữa bò. Dạ đúng rồi. Vậy là gì có quen hả? Sữa bò. Vinabor. Vinabor. Dạ. Nhưng mà ảnh về hưu bây giờ 3 năm rồi đó gì. Mà cô kiếm anh Thành có chuyện gì không? Dạ không. Con đâu có chuyện gì đâu. Cái người đó tôi quen nha. Gì quen hả dì? Anh Hai Thành tôi quen. Dạ. Nhưng mà cô làm sao với anh Hai Thành ha? Dạ. Không có giấu gì dì. Con là người yêu cũ của ảnh. Dì ơi. Thành. Dạ. Anh ơi. Dạ dạ. Sao vậy dì? Ê dì, cái lá của con. Xin lỗi. Tôi chở đầu ông Hút rồi đó. Cô uống đi. Gì? Thôi. Mày vô làm ly khác cho chị. Thôi mày đừng đi nữa. Cái cô này là sao? Là người yêu của chú Hai Thành. Chị. Dạ không. Con nhỏ tuổi hơn dì nhiều lắm, dì đừng có gọi chị. Nhưng mà là người yêu của chú anh Thành là chị, tôi kêu bằng thôi mà cô. Chị sao là người yêu của chú hai được? Thì đó. Cái chuyện này nó cũng lâu lắm rồi. Mà sao vậy? Không, ý em nói là chị chú hai chị, trời ơi con lẹo luôn nè. Bây giờ chị đẹp vậy nè. Rồi chú hai lớn tuổi già rồi sao mà quen vậy, là chắc là chị quen gì vậy? Là sao hả? Mày. Là sao gì? Mình nói chuyện với lại cô này mình phải khách sáo. Dạ. Con kỳ cục, ý nó nói là cô quen anh Thành vì tiền phải không? Trời má, má mới dạy con. Không má lớn tuổi hơn má nói được, con nhỏ nói vậy hổn. Dạ không phải đâu dì. Thật ra con yêu anh Thành là vì tình cảm thật chứ không có phải là vì tiền bạc gì đâu dì đừng có nghĩ vậy tội con.
má má gì vậy? Đừng. Gì sao gì? Má em lên huyết áp rồi, huyết áp gì, uống nước đi. Bình tĩnh má, uống nước. Đi vô. Lấy cái điện thoại, điện hai thành. Rồi. Má. Trời ơi, mà giờ này không bốc máy, mực bụi ghê luôn. Bây giờ công chuyện của ổng tôi cũng không có biết, ổng làm thì giờ nào xong giờ nào không xong hết. Có nhiều khi tới phê luôn nữa. Bây giờ không biết chừng nào mới xong. Dì ơi, dạ vậy thôi con không dám làm phiền gì, con xin phép ra ngoài con đón xe rồi con đi kiếm chỗ nghỉ, rồi có gì ngày mai con gặp ảnh cũng được. Không. Dạ. Sao vậy dì? Không có nghĩa là không nên như vậy. Tôi là tôi lo cho cô. Tại vì ở đây vắng vẻ nè, nắng nôi, rồi nhiều khi mưa sình lầy lội. Dạ. Mà đi ra ngoài cái lộ lớn á thì cũng có nhà trọ, nhưng mà một mình con gái ở nó nguy hiểm lắm. Dạ. Với đâu phải xa lạ gì. Người quen, người yêu cũ của anh Thành nha. Thì không sao, nhà tôi có hai má con à. Cứ ở đây nha. Con vô sắp xếp chỗ ngủ nghỉ cho chị. Hôm nay mình không gặp được thì ngày mai mình gặp. Thiệt tình, cái chuyện đâu không. Tự nhiên chia tay mấy chục năm rồi mà bây giờ còn kiếm tôi là kiếm sao đây mấy cha. Thiệt khổ chứ. Chú hai. Ủa? Hẹn con ra đây chi vậy chú hai? Có công việc. Tao nhờ mày chuyện coi. Chuyện gì? Mày coi giùm tao coi. Sao mà tao hồi trước á, tao có con bồ. Mà lâu lắm rồi, mấy chục năm chia tay rồi. Tự nhiên có bồ tới kiếm nha. Ghê nha. Cái này bồ cũ mày ơi. Trước khi tao cưới thím hai mày lận. Bồ cũ thì người ta tới dạng như là bạn bè, người ta lâu năm gặp lại thôi, bình thường mà. Nhưng mà kiếm tao làm chi đây nè. Đó, bây giờ ba ở ngoài quán bà Tư Mập á. Bà Tư Mập á nhắn tin cho tao nè. Khổ gì đó chứ. Kiếm thì ra đó gặp người ta đi. Mày nói chuyện chơi không? Chuyện đâu có đơn giản gì được. Mày cũng biết dân ở cái ấp này rồi, có nhiều chuyện cỡ nào. Đó, bây giờ tao mà ra ngoài đó gặp bà đó, người ta biết được một cái đó, rồi nó đồn qua tới mấy cái ấp kia luôn. Đó, mà tao mặt mũi nào mà tao nhìn bà con ăn nói sao đây. Dạ. Rồi thằng cha ba chung nữa. Thằng ba chung cái miệng thằng chả đó. Mà cha biết được một cái rồi, mày thấy cha đi bán rau tao nghe, lấy cái cớ này nè, bắt đầu cha trù dập tao cho mày thấy. Đúng hết chơi. Rồi chú kêu con ra chỉ để kể chuyện có bồ cũ tích kiếm gì thôi á hả? Không có. Tao kêu mày ra đây á, tao nhờ mày sáng mai á, mày làm bộ mày đi ra quán bà Tư để mày gặp cái bà đó coi sao. Mày hỏi tình hình đó thử coi, đặng mày nắm bắt tình hình. Rồi có gì mày về đây mày báo tao, coi như mày là liên lạc đó, biết không? Thôi kỳ quá chú. Tự nhiên bồ cũ chú bắt con gặp, đâu phải bồ cũ con đâu. Kỳ cái gì mà kỳ. Thì mày cứ làm bộ bình thường thôi, mày ra ngoài đó thôi. Có gì đâu kỳ. Nhưng mà không có lý do gì để nói chuyện với người ta. Người lạ không có liên quan gì sao không nói chuyện với người ta được. Tao mét tía mày cái vụ ăn cắp cá nha. Tao hở cái là mét, hở cái là mét. Bây giờ vậy nè, mày ra đó, mày làm bộ á, mày là con của tao. Ở tao là tía của mày, đó. Con là con của hai luôn. Ừ. Hai là tía của con luôn. Mày kêu tao bằng tía nha, coi như con ruột vậy đó. Để mày hỏi ý bà coi thử coi sao. Nếu bà muốn cái gì đó, khó khăn hay gì đó. Rồi sao? Đưa tiền cho ta. Đưa tiền? Ừ. Nhưng mà tiền không có. Bà hiểu rồi. Ai bắt lấy tiền mày đâu. Nè. Dạ. Có vậy thôi hả chú? Mày đưa người ta nhiêu đó thôi. Không, cái này là tiền đưa cho người ta. Ừ. Rồi còn cái tiền mà công người đi đưa nữa chứ. Cái đó nữa chứ. Hiểu rồi. Thì cứ làm xong nhiệm vụ đi, về có thưởng. Dạ. Có thưởng cho chú. Ừ. Nè, nhớ gọi tao bằng tía nghe. Dạ tía. Ừ. Tại anh đó nên duyên mình dở dàng. Em nào cần đâu quyền quý cao sang.
Con chào dì Tư. Tấn hả con? Dạ. Ngồi đi, uống gì nói dì làm cho. Dạ thôi, cho con xin ly trà đá thôi. Dì kỳ, mày mới sáng ra cái mày đòi uống trà đá rồi xin là sao? Tại hôm nay con qua đây là có công chuyện. Công chuyện thay cho chú hai. Công chuyện? Dạ. Thay cho ông hai? Dạ. Công chuyện gì? Thì chú hai nói là qua đây gặp một người con gái rồi đưa tiền cho cô ta, rồi con đâu biết gì đâu. Ngồi xuống. Dì mời con ngồi. Dạ. Ngồi. Mày nói sao? Dạ, con nãy có nói gì đâu. Là mày qua đây giờ mong hai để gặp một cô gái. Dạ. Để làm gì? Hả? Dạ, đưa tiền cho người ta, nói con là con ruột của chú hai. Mày khôn lắm. Mày khôn lắm mày mới giúp chuyện này ha. Được. Đưa tiền. Mày ngồi chờ đi. Vậy có người con gái còn gặp không cô? Có người con gái nhưng mà ở trong nhà nha. Mày chờ chút xíu mày im đó. Cô Thúy à. Cô Thúy ơi. Dạ. Chờ gặp má mày nha. Dì Tư. Đây. Cô nhìn đây. Dạ dì ơi, chắc là nhầm lẫn rồi, đây đâu phải anh Thành đâu dì. Tôi đâu có nói đây là anh Thành. Nhưng mà tôi kêu cô hãy nhìn kỹ đi. Hãy đi theo tôi. Hãy nhìn kỹ, nhìn kỹ, nhìn kỹ vô, nhìn kỹ vô. Cô thấy gì chưa? Dạ chưa. Trời đất ơi, nó giống ông Thành như tạc. Nó là con trai ruột của ông Thành đó. Dì nói cái gì? Con trai ruột của ông Thành. Dạ, con là con trai ruột của Tí Thành nè. Anh là con trai của anh Thành hả? Dạ, chào cô. Chào anh. Dạ, mời cô ngồi. Mời má ghẻ ngồi. Dạ không. Má ghẻ là danh xưng thôi, chứ tôi biết cô không có ghẻ. Mời liền, mời má ghẻ liền. Dạ mời cô. Dạ mời anh ngồi. Mời cô. Mời anh ngồi. Mời cô mà. Thôi. Ngồi đi. Dạ. Trời ơi, có ngồi không cũng nhắc nữa, mắc mệt luôn nha. Đây là má ghẻ của con đang cần tìm ba của con. Tí mày đâu? Dạ chú hai. Ê, chú là chú của con Hạnh. Mày gần lấy con Hạnh thôi mày riết mày bị liệu hả? Dạ. Tía con đang ở nhà. Tía bay ở nhà. Dạ. Để tôi qua tôi gặp tía. Còn con ngồi đây với má của con nghe không? Tôi đi nghe cô. Ngồi với con ghẻ nghe. Dạ thưa cô. Dạ thôi, anh cứ kêu tôi bằng chị là được rồi. Vậy hả? Vậy cho hỏi cái chị là quen biết với lại tía tôi làm sao á? Tôi là người yêu cũ của anh. Cho hỏi cái chị quen tía tôi lúc nào á? Dạ cũng 5-7 năm trước rồi anh. 5-7 năm trước hả? Lúc đó là tía tôi còn đang ở trên làm trên công ty đúng không? Dạ lúc đó anh Thành còn làm giám đốc công ty Vinabor đó anh. Dạ. Vậy quen nhau sao chị? Gặp nhau sao chị? Không giấu gì anh. Hồi đó anh Thành còn làm giám đốc công ty Vinabor đó. Còn tôi thì đi làm công việc bên ngoài thôi. Rồi cái vô tình gặp nhau. Rồi nói chuyện với nhau. Không biết làm sao mà quý mến. Rồi cái tụi tôi yêu nhau luôn. Mà hồi đó tụi tôi cũng tính làm đám cưới luôn rồi đó. Đám cưới luôn? Dạ. Sau đó tôi có việc phải đi về quê. Rồi ảnh cũng đi về quê luôn. Cái tụi tôi thất lạc nhau tới bây giờ luôn đó. Cũng may à. Vậy bây giờ gặp lại có việc gì không á? Tôi chỉ muốn gặp lại tri kỷ của tôi thôi. Tri kỷ? Tại vì anh Thành với tôi là một người rất là quan trọng. Ủa, tri kỷ? Tôi thấy hai người tuổi tác nó đâu đồng với nhau đâu mà sao tri kỷ được? Anh không hiểu rồi. Chuyện tình yêu á, nó không quan trọng tuổi tác đâu. Quan trọng là khi ở bên cạnh anh Thành á, tôi cảm thấy rất là ấm áp, rất là hạnh phúc. Bởi vì anh lúc nào cũng quan tâm tôi, chia sẻ với tôi. Nói chung là bây giờ tôi chỉ muốn gặp lại tri kỷ của tôi thôi. Ơi, tri kỷ gặp nhau rắc rối to. Rắc rối là sao anh?
À không, tôi nói tới tôi gặp rắc rối to. Anh đi theo tôi, đi đây. Đi cũng từ từ chứ. Ê, khoan, anh không có được đi trước tôi. Tôi phải đi trước anh, tôi phong tỏa cái cầu này. Mà đừng có xô tôi nghe, tôi yếu lắm đó. Tôi nói rồi đó nghe, lọt xuống đó một cái mất công tốn tiền kêu cần cẩu lại lắm à. Anh nói sao tôi? Chứ tôi móc lên không có nổi đâu. Giấy trời giấy Phật à. Thôi anh qua đi. Quay. Cái gì nữa? Đứng im đây, từ từ để người ta nắm tay chứ. Trời ơi, cô buông tôi ra đi. Không. Giữa đường giữa xá mà cô nắm tay, cô lôi, cô kéo làm như nó kéo trâu vậy. Tôi không có muốn kéo trâu, kéo bò gì vậy trơn á, mà tôi kéo anh. Cái chuyện anh làm thì anh phải chịu, anh phải đi gặp người ta. Trời đất ơi, tôi có đi đâu đâu, tôi có trốn tránh ai đâu. Trời ơi, anh không trốn tránh thì mắc mớ gì. Anh kêu thằng Tấn nó giả bộ làm con của anh để lừa người ta, để người ta bỏ về. Thằng Tấn nó là trợ lý của tôi. Nó là quân sư của tôi. Thành thử cái gì cái tôi muốn đi đâu đó thì nó phải dẫn đường, nó là liên lạc, nó phải đi trước. Nó coi tình hình coi sao, rồi nó về nó báo lại với tôi thì tôi đi. Không có nói nhiều. Bây giờ cho dù anh ngây gian thì tôi cũng cần biết. Không đi ra ngoài đó gặp người ta là tôi sẽ đại nghĩa diệt thân. Tôi kể hết cho nguyên một cái ấp này nghe, để coi mặt mũi anh còn để đâu cho được. À, cái đó bậy nha. Cái đó bậy nha. Cô kể ra một cái đó, rồi cô còn mặt mũi nào mà tôi nhìn bà con xóm làng ở đây đó. Mà đâu phải cái chuyện này của tôi làm ra đâu, mà bây giờ cô kể ra là kể sao. Không cần biết, bây giờ phải đi gặp người ta. Chuyện mình làm mình chịu chứ. Thì bây giờ cô, tôi không có làm. Chuyện nào tôi có làm thì tôi chịu. Giờ anh trốn tránh trách nhiệm đúng không? Tôi không có trốn, bây giờ cô buông tôi ra tôi đi. Cô nắm tay nắm chân kiểu này giữa đường giữa xá, lỡ mất dạy nào nó nhìn nó thấy. Rồi nó đồn, nó nói tôi với cô là trai gái nắm tay nắm chân nó vô bụi hay gì. Trời, vô bụi vô lầm gì mới trong lầm trong bụi đi ra nè. Anh hay, tôi không có sợ mang tiếng không, mà tôi chỉ sợ là trời ơi. Sợ gì? Lỡ mà buông tay anh ra, anh chạy một cái tướng tôi như vậy tôi dí anh chắc kịp á. Tôi chạy đi đâu? Ai biết. Tôi làm trưởng ấp ở đây, không lẽ tôi chạy đi, tôi trốn rồi tôi bỏ dân tôi đây hay sao? Mà anh hay. Gì? Anh về góc qua đây cái coi. Anh sai vòng tôi coi. Trời mẹ ơi. Quá trời quá đất rồi anh hai ơi. Không ngờ một cái ông già như anh. À không, một cái người lớn tuổi như anh. Nói chung là cũng bảnh bao, cũng được. Nhưng mà tại sao vậy? Mình có một người phụ nữ trẻ, một người yêu trẻ tuổi, mình phải yêu thương, trân trọng, chiều chuộng. Tại sao hất hủi người ta? Mình lớn tuổi rồi, mình được cái đó là diễm phúc đó. Cô nói cái đó quan tôi. Quan như thị màu vậy đó cô Tư. Sao quan? Tôi từ nhỏ tới lớn tôi thề với cô đó, chưa bao giờ tôi hất hủi bất cứ một cái người phụ nữ nào hết. Thiệt hả? Tôi chỉ kiếm thêm thôi. Cái gì? Tôi nói thí dụ vậy đó, có thêm càng tốt, càng nhiều càng tốt, chứ không bao giờ tôi bỏ ai. Rồi để tôi loan tin cho nguyên cái ấp này biết. Cô loan tin là tôi tự giận. Tôi sẽ tự thiêu. Tôi chết bằng một cách nó cháy đen thui như cá lóc nướng chui. Thôi. Anh nói những cái lời nói mà tôi thấy nó khó chịu, nó cuồn cuộn sao á. Đi theo tôi, đi. Trời, cái chuyện gấp mà không chịu bắt chuông gì, bắt máy gì hết trơn cái trời. Alo, Phong hả? Chú Ba đây, chú Ba trưởng ấp đây. Trưởng ấp cũ á, mà nhấn cái cũ gì cho tao buồn mấy. Nghe tao nói nè, mày báo cho mấy anh trong xã biết để mà đề phòng cái chuyện này nghe chưa. Ông Hai Thành á, ổng có vụ trai gái gì hồi á, công ty cũ á. Bây giờ đó, con nhỏ nó xuống đây kiếm ổng quậy tùm lum trong xã nè. Đó, như vậy đó, ổng có xứng đáng làm trưởng ấp hay không? Tao thấy con nhỏ đó hình như là có chữa nữa đó. Không, tao không xác định được cái vụ đó. Tao thấy cái bụng nó mặc áo rộng rộng, cái bụng nó bự thôi, tao nghi thôi. Xét lại đi, coi con cháu xứng đáng làm trưởng ấp hay không? Vậy thôi nha. Thử coi còn làm trưởng ấp được bao lâu nữa đây cưng. Chị cầm giùm tôi tiền này. Tiền này là sao? Ba tôi dặn là đưa cho chị á. Tôi không có cần tiền. Nhưng mà ba tôi dặn là phải đưa cái này cho chị.
coi như là tiền xe cho chị về chợ anh đó. Tôi đã nói là tôi không có cần tiền của ổng. Chứ chị cần gì? Tôi muốn gặp anh Thành của tôi. Ba tôi không muốn gặp chị, bởi vậy mới kêu tôi qua đi gặp chị nè. Ủa, mắc cái gì mà không muốn gặp tôi? Ảnh đã nói với tôi những gì? Ảnh kêu tôi á là bất cứ khi nào khó khăn, bất cứ khi nào có bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của tôi là tôi hãy tìm ảnh. Ảnh sẽ chia sẻ với tôi, ảnh sẽ tâm sự với tôi. Bây giờ là tôi đang rất là tâm trạng và tôi đang rất là cần người để tâm sự với tôi. Trời ơi, nhưng mà cái chuyện này tôi có biết gì đâu. Kêu tôi đưa cho chị thì chị làm ơn chị gầm giùm tôi đi. Cho tôi xong nhiệm vụ của tôi về tôi nữa. Tôi nói là không. Vậy thôi. Đi cô bỏ tôi ra đi làm cái gì. Anh đứng đây, mày đi lấy ghế cho chú ngồi. Dạ. Chú gì? Anh ngồi xuống. Chú hai. Dì ngồi không? Con lấy luôn cái gì? Chứ không lẽ bày ngồi tao đứng. Dạ xin lỗi. Con biết đâu, tại quán của dì con biết đâu. Ủa rồi bà nào đâu? Anh ngồi im đó đi. Dì... con à. Dạ. Mình là phụ nữ. Dạ. Dì biết tâm trạng của con bây giờ nó cũng bất ổn lắm. Nhưng mà mình cứ bình tĩnh. Cái gì có gì giải quyết nha. Dạ. Không sao hết. Người tình của con đây. Nói chuyện với ổng đi. Trời đất ơi. Hả? Chú... Anh là anh Thành hả? Đúng rồi. Tôi là Hai Thành nè. Ủa sao bây giờ anh già quá vậy? Trời đất ơi. Ủa tôi gặp cô hồi nào mà bây giờ già mà trẻ gì nữa. Bởi vì tôi nói thiệt luôn á, anh á già mồm lẻo khổng ha. Nghĩ làm sao vậy? Giả bộ coi như không quen không biết nhỏ. Còn con á cũng dở lắm, con hiểu không? Khi mà ở trên tỉnh á thì sung sướng quá, về dưới đây nắng nhiều, gió nhiều, rồi thiên nhiên, rồi nói chung là có nhiều việc quá nên mặt bị già bị háp, con hiểu không? Thôi mệt cô quá à. Để cô hỏi coi. Dạ. Mà cô là ai? Dạ. Con. Cô nói cô quen tôi ở chỗ nào, ở đâu? Đó, nói đi con. Dạ. Con không biết cái chú này gì à. Đó. Ủa gì kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy con? Dạ, con không có quen chú này thiệt. Trời đất ơi. Đây không phải là người yêu cũ hả? Đây, Hai Thành. Dạ đúng rồi. Người yêu con là Nguyễn Văn Thành. Đây. Dạ, ảnh làm giám đốc công ty bò sữa Vinabo chú. Mà ảnh về hưu được 3 năm rồi. Vinabo nè. Tôi làm ở trên đó tôi có biết ông giám đốc nào mà tên Thành, Nguyễn Văn Thành đâu. Sao kỳ vậy? Sao con có nhớ lộn không? Dạ không, con chắc chắn luôn. À đây, để con cho chú coi hình. Ông có chỉnh sữa thẩm mỹ gì không? Thẩm cái gì thẩm? Bà thù quá. Sữa là nó không nhìn ra. Đâu con cho gì coi. Dạ đây. Phải chi bê cho coi sớm mà nó xong rồi. Coi. Đó, coi đi. Ủa? Trời ơi. Cái này đâu vậy? Chú Hai đâu? Quỷ thần thiên địa ơi, cái thằng ôn dịch vật thằng này nó cũng là thằng Thành đó nè. Nha. Ủa, thằng này mặc lá quắt kia, tôi đâu có quen này. Trời ơi, hồi làm công ty nó làm tài xế cho tôi. Ủa vậy chú, nha. Chú quen anh Thành hả? Sao mà không quen? Tài xế tôi mà. Ủa? Nó làm cái gì? Dạ, làm giám đốc công ty Vinabo. Ô, nó xạo đang nó gạt cô đó. Chắc cái vụ này hồi đó quen với cô nè. Rồi bị kỷ luật cho gì hưu non rồi. Ủa mà nói nghe nè, thằng này nó tên Thành luôn hả? Tên Thành luôn. Trời đất ơi. Vì hưu mấy năm rồi, 3 năm rồi. Nếu bây giờ cô cần gặp nó đó thì để tôi điện thoại lên công ty, tôi xin số điện thoại nó cho cô. Dạ thôi ạ. Không cần đâu chú. Tại vì con không nghĩ là ảnh lừa dối con, rồi ảnh gạt con. Bây giờ con không cần tìm ảnh nữa đâu. Cảm ơn gì? Con cảm ơn chú. Cảm ơn em. Rồi bây giờ con làm sao? Dạ thôi. Con xin phép mọi người, con đi về trên thành phố. Dì dặn nè. Dạ. Mình là con gái, mai mốt mình quen ai mình phải coi chứng minh nhân dân đàng hoàng, chụp hình lại chứ không thôi lộn người. Bà nói nhiều quá, để cho người ta đi về đi. Kinh nghiệm mà, thôi về đi con. Dạ. Đi đường mạnh giỏi nha. Dạ, con chào cả nhà con đi. Dì tiễn con. Chị về cẩn thận nha chị. Thiệt tình tội nghiệp quá con gái mà. Mệt quá, tự nhiên ở đâu đổ thừa cho tôi. Cô quá xứng xa xứng xác không à. Thì ai biết đâu. Thì cùng họ cùng tên, cùng cơ quan làm chung rồi ai biết. Rồi thấy nhỏ khóc quá chừng tưởng ông lường gạt tình cảm người ta. Sao? Thấy không? Đó cái thằng kia lường gạt, nói dốc nói láo thì người ta tin. Còn tôi á, tôi nói thật. Mà cô không có tin tôi. Thì anh biết rồi đó, cái lòng tin đâu phải là dễ có. Một khi chúng ta đánh mất nó rồi, không bao giờ lấy lại được, anh hiểu không? Tôi không có đánh mất lần nào. Con người tôi sống thật lắm, có sao tôi nói vậy. Còn nào không phải của tôi đâu nhận được. Alo. Gì nữa? Di Hạnh. Hả? Tới trước cửa nhà rồi hả? Trời ơi. Rồi. Gì? Trời ơi, Hạnh mới gọi con nè.
Vụ gì con tao nó gọi mày gì? Dạ, có con bé nào đó có 20 mấy tuổi. Sao? Tới kiếm chú hai. Nói là người yêu cũ luôn. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, tới trước cửa nhà rồi đó. Khùng hay sao vậy? Trời ơi, ai biết được đâu, Hạnh mới gọi cho con nè. Hay quá ha, hay quá ha. 20 mấy tuổi người yêu cũ. Dám quen nhỏ hồi lúc nhỏ 10 mấy tuổi luôn nè. Cái này bốc lịch hơi lâu nha. Mệt quá, đừng có khùng quá. Mày nói thiệt không? Tôi giết chết à? Tôi giết chết mấy thằng đó. Đó, vậy vậy. Làm căng vậy? Con giỡn, con ghẹo chú hai tí rồi làm căng vậy? Giỡn gì hết, dỗ giỡn thì sao? Tại tự nhiên kêu dắt người yêu cũ đưa tiền cho con. Trả tiền đây. Đưa 500 đây cho tôi. Tính ăn luôn hả? Tự nhiên vú gì đó. Mày riết là giống bà Trung quá à. Chuyên môn nha. Gặp tiền cũng ăn à. Không lâu. Dạ. Yeah. Chú ơi. Ủa? Cũng vừa lắm. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Gì vậy? Cái chuyện gì không ghê hết, cái mặt bà thấy ghê. Trời ơi, đang nói về cái vấn đề tâm linh. Trời ơi, cái hệ này là hệ tâm linh nha. Ngày xưa bà biết là có thuyết âm mưu, bây giờ là có thuyết tâm linh. Bà hiểu không? Ngày xưa ở đây là một khu đất cực kỳ là yên tĩnh. Mọi người sống với nhau rất chan hòa và hạnh phúc, yêu thương đùm bọc với nhau như cùng một gia đình. Tối lửa tắt đèn có nhau. Và hàng bao nhiêu năm trôi qua thì cái điều tốt đẹp đó vẫn mãi tồn tại. Nhưng chỉ duy nhất một điều, đâu đó lẩn khuất, nhất là ngay cái khu vực mà từ cái chòi nhà của hai đây, biết không, dài cho tới phía sau đất hàng bao nhiêu là hectare như vậy, thì trong đó nó có một vấn đề xảy ra. Mệt mà quá, nào cũng một vấn đề hoài à. Định nhát, định hù người ta chứ gì, tôi không có tin đâu. Trời ơi, đâu phải một mình tôi nói, có nhân chứng, vật chứng, người sống làm chứng đàng hoàng. Nhớ thằng Hai không? Thằng Hai Đẹt. Ừ. Đó, đó, bé Đẹt đó, bé Đẹt đó. Sao? Hay đi nhậu xỉn, đúng không? Rồi hay đi ngang đất, mà cái dòng mà nhậu thì hay tè bậy. Nó mắc đâu có kiểm soát được, phải giải quyết liền. Nó đi ngang cái chỗ đó làm như có người khuất mặt, khuất mài hay sao á. Cái bắt đầu cái làm bậy làm bạ. Về tin không, chưa kịp về tới nhà, vừa mới là làm cái gì đó một phát là người ta hiện lên một cái, vừa chạy vừa khóc vừa la, mà về tới nhà người thì lấm lem, mà tinh thần hỗn loạn tới bây giờ khùng khùng điên điên. Đi khám bác sĩ tìm không ra bệnh luôn mà. Thôi ơi, bây giờ mà cứ mỗi lần mà dắt đi ngang cái khu đất đó là chỉ có chạy và khóc, mồ hôi một kê nhễ nhại, mà nhiều khi không kiểm soát được bản thân. Mà chưa hết đâu, chưa hết đâu, đừng bao giờ đi ngang khu đất đó lúc 4 giờ chiều. Bởi vì sau 4 giờ chiều là giờ âm khí tích tụ. Ở trên khu đất đó vắng que à, không có người. Mà khùng quá à, cái lô đất đó đó vừa nãy vắng mà. Thì đúng rồi, nó vắng nhưng mà nó không hề vắng. Thấy cái đao mấu chốt à, cái mấu chốt nó mâu thuẫn vô đó. Làm sao, nghĩ sao vắng mà không vắng? Rách, 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 rách. Nó vắng nhưng mà nó không hề vắng là bởi vì sao? Không có một bóng người. Nhưng ở đó có hàng ngàn cặp mắt đang nhìn nhau. Và những trái tim đã ngừng đập rất lâu rồi. Ở khu đất đó nhiệt độ có khi xuống còn âm độ C. Mọi người đi qua đi lại, có người màu trắng, có người màu đen, có người màu đen, và cũng có người màu đen màu trắng. Và có những người có nhiều màu đi lướt ngang nhau nhưng chân không hề chạm đất. Bà thấy gì chưa? Ê rách rách. Dạ dạ. Bố rách, bố rách. Tôi thấy rung à. Trời ơi, tôi không thấy mà, tôi thấy má tôi la rách áo, áo mới mai mà. Ôi đi ra đi, ra đi. Trời ơi, ngồi gần tôi đi. Thôi. Gì? Cái gì vậy? Nhưng mà tôi nghe đâu á. Sao? Cái lô đất đó mai mốt người ta làm trung tâm nông nghiệp, giá trị dữ lắm á. Tôi biết rồi, tôi đang lo cho cái sự an nguy của những cái người mà sau này mà vô trong đó rồi sinh hoạt là làm việc ở trong đó, hiểu không? Tại vì khi mà chúng ta làm Phật ý của người âm thì
thì người ta sẽ không tha cho mình đâu. Bằng mọi giá họ sẽ lôi kéo mình theo. Và trước khi lôi kéo mình đi theo con đường của họ, họ sẽ cho mình thấy những cái gì đó ghê gớm nhất, hoảng sợ nhất, kinh dị nhất và ám ảnh nhất. Trời ơi, những cặp mắt nhìn nhau, những thân hình lạnh toát, những bàn tay cứng nhắc, đen thui, nhớp nhớp đụng vào người ta, lôi cả ta lôi ra ra giùm lùm vào bụi, bắt nhốt lại nhét đất sét vô miệng bà đó. Bà biết không? Trời ơi, tôi nói thiệt luôn, thằng hai đẹp mà nó còn sợ nữa đó. Ê, nhà bà mà đi về nhà bà phải đi ngang đó, bà nhớ đi đường vòng nha, bà đi đường thẳng có ngày nó bắt bà bỏ vô trong bụi đó, nó nhét đất sét vô miệng bà đó. Mà cái dòng mà chưa có gia đình á, con gái còn nguyên á, nó khoái lắm. Đi ngang đó, coi chừng đó, sẽ có những ánh mắt ánh mắt sẽ nhìn bà, những bàn tay sẽ nắm lấy bà, những thân hình lạnh toát sẽ ngồi gần bà, sẽ ôm bà vào lòng. Ủa, thấy có gì đâu ghê? Vậy mà cũng tin tôi nữa. Kệ, ráng tin đi. Hèn, cảm ơn. Ủa rồi nước ai trả tiền? Ê, rồi mày về ra cho tiền nước. Chú hai ơi. Ôi, chú hai. Đợi. Cái gì vậy? Trời ơi, chú hai. Vậy? Tôi nói là cản con lại. Rồi đứng im không chịu cản trơn, giờ hư bà cái xe rồi. Tao thấy mày chạy ngon trớn quá, cản lại mày nuốt luôn tao sao? Thiệt tình á. Gì vậy? Mặt nhăn chắc ghiền rượu quá. Muốn uống rượu phải không? Rủ nhậu phải không? Nữa, ngộ thiệt luôn á. Con không hiểu sao cứ mỗi lần gặp con có rủ nhậu à. Cái tướng mày lắc à, tao biết mày thèm rượu rồi. Ủa, mỗi lần con nói chuyện gì là con hay lắc này là chuyện bình thường mà, có gì đâu. Với lại á, chỉ có ai mà nhà có điều kiện, giàu có như chú hai á, thì mới nhậu hoài thôi. Con nghèo rách mồng tơi, tiền đâu nhậu. Nhậu mà nghèo giàu cái gì? Mày định cà khịa chuyện gì nữa đây? Không, con mới cà khịa. Tên của năm khịa vậy thôi. Chứ ngỡ đụng tới cái chuyện gì là kêu con cà khịa à. Hôm nay con tới đây á, là nói cho chú hai biết, chú hai sắp bị thị phi đó. Vậy? Tao làm gì mà thị phi? Ủa chú hai không biết gì hết hả? Mày nói tao nghe có cái chuyện gì vậy? Bà con lối xóm nha, xóm trên, xóm dưới, xóm trong, xóm ngoài đang đồn ầm lên khu đất nhà chú hai á có ma. Cái gì? Ai mà đồn ác ngôn sắc đất vậy? Ủa chú hai không nghe gì thiệt luôn á hả? Tao nghe tao chết liền đó. Ui, người ta đồn ầm lên luôn. Rồi đồn sao? Có ma rồi sao? Tự cũng nhớ tới cũng còn sợ nữa nè. Con đi uống cà phê, rồi có người ta kể cho con nghe là khu đất nhà chú hai bị ma ám. Ai đi qua đó cũng rùng mình, nổi hết da gà, lặn sống lưng luôn. Mà chú hai biết gì không? Cái con ma đó nó ghê lắm. Cái mặt của nó dài thòn lòn vậy nè. Rồi cái chân của nó đi á không chạm đất luôn. Mà chưa hết đâu, thằng Đẹt nó đi nhậu về, nó đi ngang qua cái đám đất của nhà chú hai, nó lỡ nó tè lên thôi, nó bị bắt hồn luôn. Rồi bây giờ á hả, đầu óc của nó nửa mê nửa tỉnh, nó nằm ở nhà nó rên rỉ thấy ghê lắm nè. Nghe người ta nói á thì có thể người khác không có tin, nhưng cái miệng mày nói đó là người ta tin á. Đừng có tuyên truyền cái đó, tao cấm mày đó. Ủa gì hả? Người ta kể con nghe thì sao? Con qua đây cũng tường thuật lại cho chú. Cũng cảm ơn con thôi á. Làm giống như con nhiều chuyện lắm. Làm ơn mất oán thiệt sự luôn á. Biết giờ không kể cho nghe đâu. Ra thử đi, có ma thiệt đó. Con không có tin đâu. Mà nãy nó kể cho con nghe, con thấy ghê lắm luôn á. 4 giờ chiều chú hai ra thử đi, con nói thiệt. Con bây giờ nha, con không dám đi cái đường đó luôn á. Con đi đường vòng về nhà con nè. Nè tao cơ. Mà không có tuyên truyền cái vụ đó nữa chưa? Con không có tuyên truyền đâu. Trời ơi, nhà ông hai có ma bà con ơi. Đám đất nhà ông hai có ma. Không lẽ chuyện đó có thật sao? Kỳ vậy trời. Chú hai, gì nóng vậy? Nước của chú nè, uống ngon miệng nha chú. Cảm ơn. Hello, anh hai đây. Khỏe hả?
Trời ơi, đàn ông đàn á gì mà uống nước cam vậy trời. Cà phê đâu? Cà phê sữa nha. Cà phê sữa nha. Chủ á, cho một ly đen nóng mà không lấy đường nha. Hết rồi, hết đen rồi. Thuốc? Hết luôn. Trời ơi, quán xá gì mở ra mà khách vô kêu không có gì là kìa sao? Dẹp quán cho rồi bà ơi. Vô duyên quán tôi muốn bán cho ai tôi bán. Trời ơi, chảnh kia không làm như cái khu vực này mình mà bán hả? Bà có tin là ngày mai tôi mở cái quán kế với bà không? Mà tôi bán một tặng một bà tin không? Chị Đại mà. Anh ai? Dạ trời. Thì cười xã giao sao anh khó quá à? Cười cũng được nữa là sao? Người phụ nữ thì tới là mặt phải tươi như hoa. Mặt tôi lúc nào cũng tươi như hoa, cười gặp là cười. Ở đây thiết dự bàn sống ngồi thì tự nhiên là rồi xâm lấn cái biên cương của tôi. Trời đất ơi, tôi nói cho anh nghe, ở đây đúng là có nhiều bàn. Nhưng lý do gì sao tôi qua ngồi đây là có vấn đề, có công chuyện. Công chuyện lại, gì? Anh ngồi mình buồn quá, có người nói chuyện phải vui hơn không? Đúng không? Chuyện nghiêm túc nghe. Nghiêm túc nghe. Nói đi, con nghiêm túc không? Mỗi lần cái bà nghiêm túc là chỗ đó là có bảo á. Nhưng bảo đâu bảo, đừng có bảo chỗ tôi nghe. Tôi không thích những cái phim quỷ mị hay là lãng mạn gì của Hồng Kông đâu nghe. Trời nói gì trời, nói câu dễ mít lòng quá trời. Nè, tôi nói thiệt cho anh cái gì nghe. Anh đừng có nghĩ tôi là giang hồ nghe. Tôi là tên Đại, kêu là chị Đại vậy thôi. Chứ tôi ghét giang hồ lắm mà, không thích đen đỏ gì hết trơn nghe. Bây giờ muốn gì nói đi. Thì bây giờ tới công chuyện nói nè. Nghe nói anh muốn bán miếng đất đó phải không? Miếng đất mà có cái căn chòi lái đúng không? Thì đúng tôi rồi. Mua. Tôi mua. Mà anh biết hồi nào ở đây chị Đại nói một là một, hai là hai. Tôi buôn bán hay mua cái gì cũng vậy, rớp rẻ một giá một, không có trả để cho người ta phải lỗ đâu, đúng không? Ừ. Thì gia đình tôi có bàn với nhau là bán cái đất đó để chia mỗi người có số tiền để làm vốn làm ăn. À. Đó. Bây giờ nếu bà muốn mua thì, mà tôi nói cho bà nghe cái này nghe. Sao? Nhiều người đặt cọc lắm á, nhưng mà chưa đúng giá tôi không có bán. À vậy. Tôi bà thử giá coi được không rồi tôi bán. À. Ừ. Được giá cái ra công chứng là luôn. Đúng không? Đương nhiên. À. Nhưng mà tôi nghe nói là anh nói cái giá đó kiểu miếng đất của anh đó có vấn đề. Vấn đề gì? Trời đất ơi, chủ đất mà không biết gì trơn trọi hả? Cái cuộc đất đó ha. Của mà. Ai mà ác nhân thất đức vậy? Đất người ta đang yên lành, giá đất lên dùng dục. Mà tôi nói cho bà biết nha, ở huyện đó định dùng cái khoảng đất đó đó để mở một cái khu du lịch gì đó, không phải đùa đâu. Tự nhiên đục có ma vậy là có ý đồ phải không? Ý đồ gì? Tôi nói không khơi khơi mà có chuyện cái gì, có lửa mới có khói, hiểu không? Không nè, không phải một người nói mà rất nhiều người nói, mà rất nhiều người thấy. Ai đồn, ai nói, ai thấy? Trời đất ơi, tao nói thì ghê lắm anh ơi. Tôi nói thiệt với anh nha. Tôi nè, người phụ nữ gan dạ nè, tánh tình như là đàn ông phóng khoáng vậy đó, mà dạng dạ không dám đi ngang cái cuộc đất của anh. Tại vì người ta nói phải không, sập tối một cái là trời ơi chung quanh đó ha. Trời ơi cái bóng trắng đó nghe, bóng trắng bóng đèn nó bay. Trời ơi nó bay như là đốm đốm vậy đó. Rồi còn có tiếng âm thanh, tiếng con nít khóc, rồi tiếng con nít cười, chạy dở. Ôi trời ơi, nói nổi da gà hết trơn hả trời. Trời ơi, trời thằng đẹp. Sao? Ai biết thằng đẹp chứ thằng đực hai anh em sinh đôi không? Sao không biết? Trời ơi, bị rồi, bị quật rồi. Chuyện, lý do là sao? Nó đi ăn đám này tháng, thôi nôi gì không biết. Uống đã rượu rồi cái đi ngang, tụi nó mắc tè quá. Giờ hôm đó không thấy, nhào vô cái cuộc đất anh tè một cái, trời ơi về cầm luôn. Nằm sảy lai luôn, không nói năng gì được, uống ớt không, ra dấu không, mà nét mặt nó lúc nào cũng như là thấy cái gì đó. Ừ, trời ơi, nghe tôi nói trời ơi, kể nổi da gà trừng. Thôi 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 thôi, đừng có đồng thổ quá mức cái gì. Nó tè, đất mất mơ gì tới đó mà còn vợ nó. Trời đất ơi, cái ông này ông có hiểu, ông lớn tuổi là ông phải hiểu. Tâm linh. Chuyện tâm linh cũng như là nó tè cái chỗ người ta đang nằm cho nó người ta quở quang. Vậy mà không hiểu sao? Nè, nên tôi nói anh nghe. Anh nói cái giá mà 10 tỷ cái cuộc đất đó hả? Không có ai mua đâu. Bây giờ nè, chỗ bà con lối xóm, tôi mua anh trả giá một thôi nghe. Đừng trả tới ra luôn nha. 5 tỷ. Tôi không bán nha. Trời ơi, tôi nói cho anh nghe. Khi mà đất anh là không có chuyện gì ha, thì bán giá 10 tỷ được. Nhưng bây giờ nó đang có chuyện, mình không thể bán giá đó được. Mà tôi mua,
tôi còn phải bỏ một mớ tiền nữa. Tôi qua bên Thái Lan á, tôi chuộc một cái bùa thiệt là linh mà thầy cao tay ấn nghe, yểm một xì bùa vô trong ha, đem gì trứng cái miếng đất đó mới làm ăn được đó. Thấy nói hồi lố rồi đó. Hồi lố gì bây giờ nè, sao có 10 tỷ tôi mới bán, còn nếu mà tôi có bớt á, bớt nhiều bớt nhiều bớt 100 triệu thôi để làm giấy tờ, để ra công chứng làm giấy tờ. Ok, quá đẹp. Quá đẹp gì chứ, anh kẹo thì có 10 tỷ mà anh bớt người ta có 100 triệu mà. Tôi nói cho anh nghe, anh không bán cho tôi, anh không bán được cho ai. Tại vì cái miếng đất đó có ma, không thể nào mua được, không thể nào bán được. Bán cho tôi thôi, hiểu chưa? Người ta đã đặt cọc rồi đó. Ô, sao ta đặt cọc rồi? Tại vì ta chưa biết cái chỗ đó có ma. Mà nếu biết có ma, ta sẽ hồi cọc lại. Hiểu chưa? Bây giờ 5 tỷ bán không? Bán không? Dứt khoát là không bán. 5 tỷ lần 1 bán không? Không. 5 tỷ lần 2 bán không? Không. 5 tỷ lần 3 chốt đơn bán không? Không có cửa. À, bây giờ không bán cho tôi phải không? Được rồi, nếu không bán cho tôi thì cái miếng đất đó anh để dành anh làm nghĩa trang luôn đi. Tôi không bà... ai mua đâu. Gì hết? Mấy cái lời đồn này nè, tác hại vô cùng. Muốn này nọ, cái đồn đất này đất nọ mà. Mà tại sao người ta đồn vậy ta? Tại sao mà chắc không lẽ là... Alo? Alo, alo, chú Hai hả? Chú Hai, trời ơi, chú Hai ơi, cảm ơn. Chú Hai cho con xin lại tiền cọc đi. Dạ. Cái khu đất của chú ghê quá hả? Dạ ghê. Bà con ai cũng đồn chỗ đó có ma. Trời ơi, vợ con này mới bị té lội vào luôn. Thầy phán hả, nếu mà còn mua cái miếng đất của chú á, ngoan cố mà mua á, nguyên gia đình chết hết luôn á. Trời ơi, con lại chú trộn xin lại cọc nha. Thầy ăn cảm ơn chú. Cái gì kỳ vậy trời? Đặt cọc rồi tự nhiên là xù là sao? Hai. Làm gì vậy? Mày làm gì mày làm cái ghê vậy? Bộ tao giống ma, giống quỷ lắm hả? Mà chú Hai ngồi đây bực bội chuyện gì vậy? Thì đó, đồn. Đồn đất có gì? Ma. Ủa, giờ chú Hai tin rồi hả? Thấy chưa, con nói rồi là... Cái gì vậy? Nói sao? Tao nói thiệt với mày đó gan. Ai mà tao nghe ai mà đồn cái đất đó đó có ma đó, tao biết rồi đó, tao bẻ từng cái răng. Trời ơi, chú Hai, chú làm như con đi kể chuyện nó vậy. Tao mày... cả mày nữa. Nếu mày nói vậy tao bẻ hết răng mày coi. Chú Hai bình tĩnh đi. Nói thiệt luôn á, là người ta kể cho con nghe. Rồi con á, con chỉ đi đồn thôi. Trời ơi, bè bạn bây giờ bỏ nhau hết rồi, chỉ còn có mình con là ở đây thôi đó. Rồi bè bạn ở nhà bỏ nhau nữa là xù luôn, hỏi nhóm luôn, rã nhóm luôn. Rã nhóm luôn hả? Gì chú Hai, tự nhiên cứ tan rã nhóm gì hả? Cái nhóm của mình có 4 người, 4 vai vế khác nhau, đây đó cà khịa, họ yêu thương nhau nè, bảo vệ nhau nè, giúp đỡ lẫn nhau nè. Tự nhiên cứ nói tan rã là tan rã sao hả chú Hai? Hả? Năm ơi, Năm ơi, Năm, con đâu rồi? Dạ, con đây nè chú. Thôi rồi, làm muốn rớt tim à. Đi ra đây, sao mày làm cái gì mày giống con ma quá vậy? Giống không chú? Giống, sao mà làm vậy chi? Con cố tình làm như vậy á. Gì vậy? Để con ma nó thấy, nó tưởng con là đồng bọn, nó không có bắt con. Trời ơi, mày khùng quá đi, qua đây. Mày sợ mày đi sau lưng tôi đi, mày làm cái gì vậy? Sao mày nhát quá vậy?
Chú Hai ơi, đừng đi, gì mày đừng có rung tao rung theo. Đứng lên đi. Nhưng mà ở đây ghê quá à. Ghê cái gì? Đứng lên con, không sao đâu, không có gì đâu. Thôi con, chú còn sợ cái gì? Đi đi. Thôi con không đi nữa đâu. Sao vậy chú Hai? Cái gì? Thôi con không đi nữa đâu. Mày không đi mày về đi. Sao mà con dám về được? Không về thì đi. Thôi trời ơi, mày làm cái gì tao rách quần bây giờ. Chú Hai, cái gì? Bây giờ con chú về còn kịp á. Con đánh mày chết bây giờ. Đi. Vậy chờ con xíu đi. Chi vậy? Chờ con xíu. Sao vậy? Má ơi má, bữa nay con đi mà nếu con mới về á thì má cũng tha thứ cho đứa con mắc kiếu này chưa lấy chồng nữa nha má. Dạ. Trời ơi, mày làm gì mày trăn trối vậy? Chứ sao nữa, biết đâu được bữa nay con đi xong á nó bắt con, rồi sao con về con gặp má con được? Cái gì mà bắt? Má. Bắt ai? Bắt mày hả? Gì đâu bắt? Con chưa kịp lấy chồng nữa đó. Rồi rất cơ thôi đi. Thôi tụt quần cái nè. Ngoài buông ra đứng đây mà. Chú Hai ơi, không đi được nữa, không đi được nữa, con ngất rồi, con ngất rồi. Đi đi. Thế lạ quá. Cái chân của nó chạm đất hay là ở trên không vậy chú ơi? Mù khói quá mà không biết nữa. Ờ, chú thấy hình hình như chú thấy nó chạm đất mà lúng đất đó con. Nhưng mà ma đâu có đi lúng đất được hết. Đi. Thôi thôi, con không đi đâu. Thôi con đi về. Con đi về. Đi đi. Mày về về mình đi. Thôi thôi, con sợ, con sợ. Buông ra. Chú Hai là làm gì vậy? Đi theo ta, con nghi ngờ lắm. Chú Hai ơi, con sợ. À, thì ra là giả phải không? Trời ơi, cái mùi quen quen. Sợ quá, sợ quá, sợ quá nè. Nhắc nữa đi, tôi nghi ngờ lắm mà. Trời ơi, tại sao lại đồn cái khu đất này có ma? Để làm cái gì? Để ép thế giá không? Đất tôi phải không? Để không ai mua. Rồi ép giá cái đất này phải không? Con không phải chủ môn. Vậy cho ai? Bà đó. Bây giờ chị Đại với bà, ai là cái người chủ mưu ra cái chuyện này? Bà có biết là tôi sợ mà tôi tè trong quần luôn không? Trời ơi, hèn chi nó ướt ướt. Thôi bà đừng có giận tôi như chú. Không nói nhiều. Chị Đại là chủ mưu. Không nói nhiều. Bây giờ đã biết hết rồi, quạch tẹt nó luôn đi. Rồi tụi tôi giả ma đó rồi sao? Với âm mưu đó phải không? Âm mưu là đừng ai mua, để tôi mua cái giá hờ vậy thôi. Con không dính dáng cái chuyện này. Con nhận có ngày có 1 triệu à. Trời, ý là một lần này thôi, có một lần thôi 1 triệu à, chứ nè, không có ăn chia gì hết. Bà Đại, bà làm như vậy là cái tính lường gạt chiếm đoạt tài sản của người ta. Trời ơi ông ơi, lường gạt gì thì mua bán mà phải gian lận chút xíu, lương lẹo chút xíu thôi. Được thì thôi, có gì đâu. Không biết mà khoan nè, còn vụ thằng Đẹp thì sao? Chị Đại với bà, ai là người gây ra chuyện của thằng Đẹp? Nè, không có ai gây ra nghe. Tại vì nó xỉn rồi nó nhậu xỉn rồi nó té rồi vậy thôi. Rồi cái nó sợ rồi nó không có nói được vậy rồi thôi. Rồi nhân cơ hội đó tôi hô lên luôn. Để cho người ta tin phải không? Vậy đó. Tôi thật với bà đó, là tôi nghi ngờ từ ngày ấy là vì ở đây mảnh đất rất là yên lành. Chứ mà sao mấy người này gan vậy? Thấy giờ tao nãy giờ tao muốn chết mà không sợ hả? Trời đất ơi, thiệt. Đây nè, tôi nghi ngờ. Còn nếu không á là một cây này là mấy người là ma thiệt, nghe chưa? Thôi mà. Bây giờ không có nói nhiều. Lên công an. Rồi, chị Đại mà. Được thì được, còn không được thì bị bắt vậy thôi. Được. Đi. Đi luôn hả? Bà đi luôn. Chị Đại đi trước. Ôi tao sợ ma. Ủa? Là ba mà sợ ma hả? Đi trước đi.
Đi. Đi. Gọi đèn trước đi. Đây nè. Gọi đèn đi tôi mới dám đi. Đi. Mày làm gì nữa? Chú Hai đi trước đi chứ quần con ướt sao con đi trước được? Trời ơi tao sợ mày luôn á, tao sợ mày luôn á. Ê, đi cuối cùng ma đó bác á. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Ê bà đó, bà đó. Bà đó. Bà đó. Đứng lại. Gì vậy? Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Đi đâu mà đi về hướng ở chỗ Tương Cà Chớn vậy? Dông cậy tao đi. Mày không bao giờ giấu được tao đâu. Mày đi về hướng nhà của Chính Vô Duyên đúng không? Mày nghĩa cháu của Chính Vô Duyên đúng không? Thế trời chứ. Khoái cháu. Khoái cháu là Chính. Nhưng mà sao? Nhưng mà không á, không á, làm gì đứng cười như rưỡi vậy? Mày mới là Vô Duyên á. Mày đang kể đại ra luôn đi. Tự nhiên cái Nhưng mà thì tao bắt cười quá, tao cười thay mày á. Nhưng mà Tại không khái cái mắc cả. Trời đất ơi, mày gớm. Mày mà lộn xộn nó nghe cái con Tư Cà Chớn là nó chỉ cần mày lấy cái đùi mà đè lên người mày một cái thôi là mày dập xương luôn. Dập luôn á, không còn miếng nào để xài luôn á. Ủa mắc mớ gì đem Tư Cà Chớn ra đây nói chuyện với tôi vậy? Mắc mớ gì? Mày không hiểu ý đó à? Sao? Mày không hiểu ý gái à? Gái sao? Thì tất nhiên là nó phải để ý gì tới mày. Rồi mày có hứa hẹn gì với nó là qua cài ruộng rồi mần cỏ cho nó mà, đúng không? Tôi chỉ hứa làm ruộng thôi chứ tôi chưa có nói yêu nữa mà. Còn tôi thích ai, tôi yêu ai là có quyền của tôi chứ nó mớ gì nó cấm tôi. Thì đúng rồi. Công nhận là con nhỏ cháu của bà Chính Vô Duyên á, phải nói là nó đẹp, đúng, đúng không? Mà nhìn đẹp nha, nhưng mà thôi mày có con Tư Cà Chớn rồi, thôi mày đừng để ý tới nữa. Lãng quá. Lãng gì? Nè, nhìn lại mình đi. Sao? Sao? Nghe. Nhìn sao? Nó cao 1m8. À. Đây nè. Sao? Đứng mới có ngang dài thôi hà. À. Đây chắc khỏi lương khỏi chê lịch. Trời đất ơi, mình cũng đâu có ngang ngửa gì người ta đâu mà đặt chê người này người kia. Nè, thích á thì hoa là hoa chung, thấy không? Mình ngắm mà ai hưởng được là phước của người đó, thấy không? Chứ đâu cần phải mà chia rẽ người ta rồi dùng những cái ngôn từ mà hàng học như chó vậy. Cái gì đó? Cái gì đó? Dạ? Tao nghe tụi bay ăn thịt chó phải không? Cái gì? Tức là hàng học với chó chứ ai nói ăn thịt chó. Ăn thịt chó gì đâu. Hai cái mặt của hai đứa bay nè, mỗi lần nhậu là có thịt chó hả? Tao cấm nghe chưa? Tao cấm nghe chưa? Tao ghét ai mà ăn thịt chó, tao phạt đáng chịu nghe chưa? Đúng rồi, cấm nghe chưa? Tao cấm nghe chưa? Cấm không được ăn thịt chó nghe chưa? Để một mình tao ăn thôi. Mày chết bây giờ. Mày đừng có lộn xộn nha, đây là trưởng thôn nha. Trời ơi, thiệt tao thấy từ ngày bà bầu làm trưởng thôn ha, như là con người có khác á, thay đổi á, đi cái tay kênh. Tao cũng để ý tụi bay nghe, tao được dân ở đây bầu tao lên trưởng thôn của tụi bay làm như là ganh ăn ghét ở sao. Ông có bầu không? Thì nói chung thì mày không bầu tao cũng lên mà trưởng thôn rồi. Vậy cái này là có cái gì mà tự mới lên được chứ hôm bữa tôi nhớ tôi đâu có bầu đâu. Không biết nữa. Nó lén tao gì đó. Con chỉ nói với nó là mày đừng có giỡn mặt với lại bộ trưởng thôn. Ơi. Con chỉ nói với nó thôi. Cái từ này hay nè. Ờ. Bộ trưởng thôn. Thôi ơi. Trưởng thôn. Bây giờ mình cứ kêu đúng với là cái danh nghĩa nè. Danh nghĩa của một người trưởng thôn với lại một người mà dân ở thôn nè. Đạt ơi. Đạt khỏe không Đạt? Là tại sao phải là tại vì sao khi mình đã có chức vụ là mình nói chuyện với lại thôn viên của mình và vẫn gọi là gì đồng chí đúng không? Đồng chí là ngang nhau đúng rồi, nhưng mà ở ngoài đời trong giấy tờ đó thì là lúc nào là trưởng thôn cũng phải là chức quyền cao đúng rồi, nhưng mà mình vẫn kêu là đồng chí đúng không? Đó thấy không, khi mà như vậy thì giống như là ở đây kêu hai rồi ở đây mình kêu là Đạt. Đó, thấy không? Rồi xong sau này á, thí dụ như ở đây là đáng tuổi con tuổi cháu nè, cũng đâu được kêu hai, đâu được kêu hai, phải kêu là gì? Đồng chí. Bây giờ nè, đồng chí bộ trưởng thôn. Đúng rồi. Nghĩ tới sau này khi nào mà mình chết thì tài sản của hết đồng chí bộ trưởng thôn phải thuộc về hai thằng mình. Đúng rồi. Tao ghét cái chữ chết lắm nghe chưa?
Không, cái này lo xa thôi, lo xa thôi. Thà tụi bay nói cái tao đi đâu thì có thể được. Lên thiên đàng. Lên thiên đàng. Được không? Chứ cũng phải vậy. À, miễn là có lên là được đúng không? Ừ. Rồi, vậy đi. Rồi, bây giờ kính thưa đồng chí Bộ trưởng Thông. Thưa đồng chí Bộ trưởng Thông. Bây giờ đồng chí đi đâu vậy? Nè. Ủa sao đổ sắc mặt kỳ vậy? Nó nghiêm trọng vậy? Báo cho tụi bay biết hay chưa? Dạ. Vụ gì? Cháu của bà Chính á. À. Về đây nghỉ hè. Dạ. Có đăng ký tạm trú đàng hoàng. Tụi bay lộn xộn là chết với tao nghe chưa? Ủa là tụi bay lộn xộn với cháu bà Chính là chết với tao nghe chưa? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, mình có quyền mơ tưởng đến nhau chứ. Nhưng mà tao cấm. Ủa sao kỳ vậy ta? Tao lấy quyền trưởng thôn gì? Bộ trưởng thôn. Tao cấm. Đó là lệnh của tao. Ê đó, tao thấy bắt đầu nó hơi có những cái nghịch lý trái ngang rồi nha. Mà từ tao với mày làm như coi bộ là hình như là đẻ lộn thôn hay sao mày? Chứ mấy thôn kia tao đâu có cái quy định kỳ vậy. Gái tao dùng khác tới thì mình thích thì mình có được quyền ngắm. Đúng rồi. Mình được quyền tâm sự. Thí dụ là tự yêu nhau. Có quyền lấy nhau. Trời ơi, nhiều khi ở bên này mà tao lấy nước ngoài. Đây, có cái này mới sai nè. Bây giờ Bộ trưởng thôn là ở thôn này của mình đúng không? Đúng rồi. Tại sao vợ của Bộ trưởng thôn lại ở thôn bên tỉnh khác là sao? Tại sao? Trả lời đi. Hả? Cái chuyện đó lúc đó chưa có lệnh của tao. Hả? Đứa nào mà lộn xộn tao đưa lên xã đấy ha. Tụi bay, tao gông đầu tụi bay nghe chưa? Dạ, con xin trưởng thôn đừng bắt tội. Dù sao đi nữa con và cháu bà Chính vô duyên cũng chưa có gì. Nam mô A Di Đà. Tao chưa chết mà. Tao chưa chết rồi sao tụi bay tụng kinh? Dạ con với cháu Chính vô duyên chưa gì hết. Bên này con cũng chưa có gì nhưng mà được quyền ngắm thôi. Tụi bay đó nha, mình là cái khu văn hóa mà yêu mà không có sự chấp nhận của Bộ trưởng thôn. Rồi vậy đi. Là sai quy định, là chống lại quy định, chống lại cái lệnh của tao là chết. Rồi vậy thôi kính thưa Bộ trưởng thôn. Bộ trưởng thôn hãy đi, tụi con biết rồi. Nhẹ nhàng lại. Đó. Rồi, ra dáng Bộ trưởng thôn rồi. 2, 3 đi. Ê, bà đó, cái bà đó. Ngó ngó anh trời, tao nghi nè, có ngày lọt xuống ao. Ông mà lọt về tao cũng thèm vớt nữa. Ê, mày có công nhận với tao là từ ngày ông nội này mà lên trưởng thôn một cái thôi, tao nói thiệt mày đảo lộn hết toàn bộ quy định trong này không? Tao thấy là khó chịu lắm rồi đó, bực bội lắm rồi đó. Tao nạn lắm, nhưng mà bây giờ tao thẳng mày, bây giờ cái chuyện mà cháu của bà Chính vô duyên á, là không bỏ được nha. Thôi, bây giờ tao cũng ớn lắm. Ông nội này nhiều khi ổng thù dai. Mày sợ hả? Mốt khó làm ăn. Bây tao giờ, không tao, sợ, tao không sợ. Tao rút lui, tao trở về với cái nồi thịt kho hộp dịch của tao. Là bà Tư cà chớn. Cho nó yên tâm đúng không? Nhưng sao? Mình sẽ ủng hộ bạn. Mình sẽ ủng hộ bạn về cái chuyện mà cháu của bà Chính vô duyên. Đó. Bây giờ nó vậy nha. Dứt khoát đã là bạn bè ở nhau, không ăn là để thằng bạn mình ăn. Được phải không? Oh yeah. Nhớ nha. Yeah. Ủa? Uống cà phê hả? Ngồi uống cà phê hả? Dì Chính. Ủa, kêu ai vậy? Dạ kêu... Dạ dì Chính. Anh kêu tôi hả? Dạ. Tôi còn nhỏ tuổi hơn anh nữa mà. Sao anh kêu tôi vậy? Trời, tổn thọ tôi chết. Tổn thọ là ráng chịu thôi chứ sao tự nhiên tôi muốn kêu dì Chính? Trời ơi, lạ nghe. Hồi nào giờ ông Đạt trưởng thôn á, ổng là ổng kêu mình là tôi với bà không, mà bữa nay sao kêu dì Chính tôi nghe không quen. Kể từ bây giờ đổi cách xưng hô đi ha. Không, đổi sao được mà đổi, tôi không có nghe quen. Cái ông Đạt trưởng thôn mỗi lần đó nghe hung dữ lắm mà, gặp người này la người này chửi, người kia mắng người nọ, sao nay hiền lành vậy? Ai nhập anh vậy? Đâu có ai nhập đâu, với người ta thì vậy, nhưng với dì Chính, thưa dì Chính. Trời ơi, tôi nổi da gà hết trơn. Trời, anh kêu là bình thường đi anh Đạt trưởng thôn ơi, anh đừng có nói như vậy. Nè, tôi nói thiệt cho anh nghe, một là tôi không có quen kêu cái kiểu mà dì Chính ha, tại vì tôi nhỏ hơn anh mà anh kêu tôi vậy tổn thọ tôi. Còn thứ hai á, anh đâu có ưa gì tôi. Anh nói cái quán tôi là cái quán nhiều chuyện, con mẹ Chính này á mà biết cái chuyện gì là cả làng này biết hết trơn. Trời á,
quán tôi, mấy đứa nhỏ nó kêu là cà phê rất là ngon. Anh nói trời ơi ngon gì, tụi bay biết sao ngon, bà bảo bùa cho người ta uống nhiều chứ ngon gì. Ủa rồi bữa nay sao mà tự nhiên hiền lành vậy nè? Thằng nào mà nó nói xấu tôi, thằng nào mà nó muốn chia rẽ con với dì Chính vậy? Trời ơi má ơi, nổi da gà hết trơn. Trời ơi, anh kêu bình thường rồi, anh đừng có nói vậy, tôi tổn thọ lắm. Thôi nói chi, nói ra rồi anh thùn ghét ta làm sao. Ủa anh tới đây mà tôi là chủ nhà, anh không nói chuyện với tôi mà anh dòm nhà tôi kiếm ai ạ? Ấy á. Ấy. Ấy nào? Dì Chính. À, ấy là con nhỏ cháu gái của tôi à. Anh định đã thính cháu tôi. Trời ơi, tôi nói cho anh nghe nghe, anh không có cửa đâu. Ôi ôi, tao nói thanh niên sớm này nha, từ hồi mà cháu gái tôi về đây nghe, tao nói nó bu tới sớm tôi đen nghẹt vậy đó. Đứa nào cũng kêu tôi dì chính. Trời thằng ơi. Nào? Thằng nào mà tới đây mà kêu dì Chính? Thằng nào? Trời ơi, tụi nó kêu là đúng, tại tụi nó cỡ tuổi con tôi, đáng con đáng cháu kêu được chứ anh kêu tôi vậy tôi mới sợ đó. Tôi biết thằng nào mà như vậy là tôi cho nó mọt gông luôn á. Trời đất ơi, mọt gông cái gì mà mọt gông. Rồi bây giờ làm sao? Thế để uống cà phê không? Tôi làm cà phê cho uống. Nãy giờ tôi có lớn tiếng gì dì Chính cũng bỏ qua nha. Trời ơi, sao mà như vậy? Thưa dì Chính, hôm nay qua gặp dì Chính á, thật sự thì cũng muốn gặp ấy. Ừ, nó không có nhà, con tôi dắt nó đi câu cá rồi. Đi câu cá với thằng Lọt, con tôi á. Đi với anh Lọt hả? Hả? Anh Lọt, trời đất ơi. Trời ơi, ông Đạt trưởng thôn ơi, ông kêu vậy mà ông sợ ông tổn thọ hả? Trời ơi, thằng con tôi, cái tuổi nó thua con anh mà anh kêu nó bằng anh là sao? Trời ơi, thiệt tình luôn á. Sao tự nhiên kỳ ha? Sao tự nhiên trong người tôi là muốn vậy đó. Trời ơi, sao khổ quá trời ơi. Thật sự ra thì hôm nay qua muốn gặp dì Chính với ấy, với anh Lọt luôn. Mời qua nhà tôi, từ nhà tôi có một đám tiệc. Trời, có mấy gà ngọt lắm, món ngon cũng mới dám mời dì Chính với ấy đó. Đi qua nha. Chuyện lạ khó tin nhưng mà có thiệt nè trời. Hồi nào giờ đâu có ưa gì tôi đâu mà tự nhiên bữa nay mời tôi, gia đình tôi đi qua bển ăn hả? Dạ. Dạ, tôi không tin. Phải tin chứ, đây là sự thật. Nghe dì Chính, đi nha. Trời ơi, tôi nổi da gà, trời ơi. Đi về đi, ông có cửa với cháu tôi đâu. Ông già rồi, hiểu không? Nó còn trẻ thì mày thanh niên trẻ chung quanh nó thì mới xứng đôi gì lứa. Ông nghĩ sao ông già rồi, ông muốn có cháu nội rồi mà ông qua đây ông cưa gái trẻ là sao? Đang có cảm tình, tự nhiên nó già. Làm như là cái cảm tình tôi nó tuột mất rồi đó. Thì tuột đi, ông trở lại con người của ông đi. Con người của ông là có chức có quyền chỉ người này chửi người kia đi. Đó mới là ông Đạt trưởng thôn. Còn cái này tôi không có quen nhìn như vậy. Tôi làm theo luật, tôi làm theo cái trách nhiệm của tôi, chứ không phải là tôi chửi người này chửi người nọ là lấy cái quyền trưởng thôn. Bà nên nhớ nha. Đó, đây mới là ông Đạt trưởng thôn đó nè. Lỡ lời dì Chính thông cảm nha. Trời ơi. Nghĩ sao vậy, lật như bánh tráng vậy trời ơi. Ôi, già rồi. Nết, không có cái nết vậy đó. Đúng là thứ là trâu già, khoái gặm có non. Mơ à. Trời đất ơi, sao mà đùm đề vậy không biết nữa. Chết. Trời ơi, hết hồn quá giết. Mày vậy? Kêu mà mày kêu giật ngược thì tao ra đây thì kêu được rồi, tự nhiên giật ngược hả? Chính làm gì chở gì mà đùm đùm đề đề vậy? Trời ơi, tao nói mùa mưa tới rồi. Mà cái quán tôi thì nó cũng là bị lủng lỗ, nó dột quá trời quá đất. Mưa, nắng. Mà cái đoạn đường này nè, ta nói không có một cái nhà nào để cho người ta trú mưa hoặc trú nắng. Đó rồi sẵn là Chính làm nè, Chính ve ra. Ve cái máy là chút xíu cho thí dụ gặp mưa nắng ta cũng vô cái quán mình ta tá tốt cho đỡ. Trời ơi, cũng tính trong đầu hết trơn rồi. Tính gì? Thí dụ ta vô ta tá tốt rồi ta ngồi ít nhất là mưa 2-3 tiếng hay gì này nọ. Cái sẵn là thôi kêu tô mì gói hay là kêu cái là cà phê đá cũng thôi, cái trái dừa đang sẵn mình bán luôn gì vậy. Cái thằng quỷ này. Chứ gì nữa. Nói chuyện mà đúng không à? Không mà con nói. Nó giỡn chơi chứ. Dạ. Ai ăn uống thì mình bán, còn không có thì thôi chứ đâu phải ép ta đâu con. Mày lúc nào cũng suy nghĩ lòng tốt của người khác bị méo mà méo lại quá. Thôi, chính là
để đó con trở về giùm cho Chính chứ. Chính mà đẩy về tới nhà hồi bị cao máu à. Ra đây, ra đây. Chính ra đây. Chính ra đây để con làm đàn lại cho. Thằng này lùng lùng mà nói chuyện nghe được quá hen. Ủa mà hôm nay cháu của Chính có nhà không? Út Lọt dắt nó đi hái bình bát rồi. Ở thành phố về quê mình tao nói cái gì nó cũng thích hết trơn á. Dạ. Đi cầu cá mà nó cười mà nó té lọt đọt bắt cười cũng chết luôn vậy đó. Chính. Đừng nói là mấy người thấy... cũng tò dè cháu tôi nha. Chính thấy con sao? Quên đi con, lý sao không? Lời thật thì mất lòng. Tại vì mày mà đứng với cháu tao á, mày đứng tới tới nách nó hà. Chính bởi vậy thì cái cuộc đời chính chính vậy nè, chính lấy ông chồng cao hơn chính gần cả nguyên cái người chính, nó có ai nói gì đâu. Nhưng đó là phụ nữ, người ta thấp không sao, mình đàn ông thấp nó đừng có. Không có. Đi lấy vợ có. Bằng trang lứa mình đi, chính đừng có mơ. Vậy, chính nói vậy con không đồng ý. Cái nào đâu ra đó đàng hoàng. Tình yêu nó cũng phân biệt chiều cao. Mà nó phân biệt ở gì đó là trái tim. Đây. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Con nói thiệt Chính mà. Nhưng mà cái quan trọng là tình cảm thôi. Trời, thôi nói okay. Nhiều quá. Thôi nói nhiều quá trời. Thôi bây giờ nè. Chính bất tiện quá. Xong con chỗ rồi. Chính dịnh giùm con cái. Đó. Con nói bởi vậy con mà con thấy khó khăn được đâu chị Chính. Ừ. Đồ kỉnh quá. Đó. Rồi Chính chịu khó đi bộ về đi để con chở mấy cái này về trước cho. Vậy cũng được. Trời ơi. Ủa cái gì kỳ vậy trời? Xe của tôi mà. Thì thái gì nó nói bây giờ nè, Chính leo lên đi, con chở Chính ha, rồi Chính cầm cái này. Chứ phải tôi đỡ mệt không? Rồi như xe tôi nó tê tê nó chạy rồi nó bắt tôi đi bộ về. Trời ơi, vậy mà đòi cua cháu tôi. Mơ à. Sao Chính? Vậy được chưa? Thấp quá, cao lên chút con. Nửa. Được chưa? Cụt cho chặt luôn. Dẹp đi đó. Dẹp đi. Mày chơi kỳ mày. Dẹp đi kìa. Trời ơi, la dẹp quá hết. Ai cho làm? Dạ, ủa, ai cho làm cái đây? Đây, Chính cho làm. Trời ơi, ông Đạt. Mưa rồi nắng nữa, che vậy nè cho bà con có chỗ mà tá tốt vậy nè. Đi trưa nắng rồi vô rồi uống cà phê rồi cho nó mát. Chính. Có giấy phép không? Ai cho phép? Ủa giấy phép gì? Vậy? Ai cho phép bà xây dựng? Ủa xây dựng cái gì? Tôi chỉ làm cái này chứ tôi xây dựng gì đâu. Chính để đó, tại vì đang bị rối đó cho nên là để mình nói Đạt nghe. Đạt Đạt cái ông nội mày. Cái gì vậy? Hồi sáng rồi mình đã bàn nhau trơn rồi. Hồi sáng khác. Bây giờ khác. Trời ơi. Sao rồi. Sao mà lật qua lật lại như bánh tráng vậy ông nội? Dạ. Đi. Thôi được rồi. Dạ thưa chú bộ trưởng thôn được chưa? Tạm được. Đó, vậy đi. Bây giờ nè, chú coi như là lớn tuổi thì bây giờ nếu mà nó không có chỉ sĩ, nói chuyện người lớn mới chỉ người ta. Nếu mà chú là có lớn tuổi á, nè không có sĩ nha. Chú mà lớn tuổi á thì mình mắc kém á thì mình chịu khó lấy mắt kiến vô bây giờ. Cái gì mày? Chứ gì đó. Đây có xây dựng gì đâu, nếu mà xây dựng là phải có gì? Đúng rồi. Xây dựng á là người ta phải có nè, xi măng nè. Gạch đá nè, cốt thép rồi là mới gọi là xây dựng. Nhìn đi, có cái tấm bạc với mấy cây tre với mấy cái cọng dây kẽm mà tự nhiên rồi nó nói người ta xây dựng. Cái này là cái gì? Cái đất nhà người ta. Đất tôi. Đây chủ nè, chủ. Đây là qua bên thôi, trời ơi, tao nói chuyện với chính chủ. Đi qua, mày đi qua đây đi. Quên, để tao con nói chuyện có cái tưởng đâu là con chủ nhà là không á. Rồi giờ sao tôi đi nè, anh muốn hỏi tôi gì anh nói đi. Bây giờ tôi hỏi bà. Đây là nền đất phải không? Nền đất nhà tôi. Còn ở trên này? Ở trên này là không trời, không gian trời vậy thôi. Đó, lấn chiếm không gian. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Trời ơi. Cái gì vậy? Tôi đang làm cái gì mà lấn chiếm ở đây là cái giường của tôi. Cái hàng rào đây là của tôi muốn làm gì trong nhà tôi không có làm ngoài đường rồi thôi. Cái gì nói là chiếm không gian sao? Không gian này buồn của anh hả? Nhưng tôi có quyền. Quyền gì? Tôi có quyền bất cứ làm cái chuyện gì thì... phải có chữ ký của tôi. Phải cho. Hiểu rồi. Trời ơi, người ta lên chức trưởng thôn nhưng mà không phải trưởng thôn bình thường đâu, đi đường phải kêu ta bộ trưởng đó bay. Mày nè, Chính nói vậy Chính không có biết. Sao? Chính phải có sự tôn trọng của mình dành cho một người trưởng thôn lớn tuổi, đúng không chú? Mày muốn nói chuyện với tao phải không? Thì đó là con đang nói chuyện với chú nè. Xin mời qua bên kia. Nói chung là con đi qua đi. Đó. Phong cách tiếp dân người ta ghê. Rõ ràng. Đây là một người trưởng thôn. Trưởng thôn. Nhưng mà người ta thích lên bộ trưởng thì mình sẽ đặt cái tên là bộ trưởng thôn. Đúng không chú? Bộ trưởng thôn. Con không dám chỉ nha, đúng không chú? Đi. Không ngừng mày. Trời ơi, kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Sao? Tao muốn thay đổi sao thay đổi? Đó là quyền của tao. Tao hiểu lý do gì sao rồi. Khoan, bây giờ Chính nói chuyện với ổng hay nói chuyện với con? Vậy tao nói chuyện hai đứa bay. Vậy tao kể cho bay một câu chuyện là cổ tích hồi xưa. Cổ tích hồi xưa nhưng mà hiện đại bây giờ. Ngày xưa có đàn ông cũng hơi lớn tuổi, cũng có chút xíu quyền hành, nhưng mà khoái không hết. Khoái khoe khoang. Rồi cái một ngày kia cái tự nhiên thả thính một cô bé nhỏ đã tuổi con đuổi cháu mình. Rồi mà không được cô ấy đó từ chối. Cô nó giận không lại nhà người ta, cái là mình làm mày, hiểu chưa?
Cái đó là người ta nói là trâu già khoái gặm cỏ non. Ê mà cái kiểu mà giận cá chém thớt á. Không, tôi không có giận ai, tôi không có chém thớt của ai, tôi không phải trâu già muốn ngậm cỏ non. Nhưng mà thèm cỏ non. Cậy tao. Cậy cậy đi đừng có. Mà bữa chính còn cậy nghe cái gì đó mà hình chạy qua rồi còn kêu chính bằng gì đó. Trời ơi mày nhắc tao mới nhớ tao quên nữa. Ê bây giờ mấy đứa đây dòm đây và đó. Ai già hơn ai, ai lớn hơn ai? Đây, chính qua chính đứng kế mình mới so sánh được. Đó. Nghĩ. Nghĩ. Nghiêm. Tao nữa hả? Chứ sao? Giỡn hoài, tập trung vô. Nghiêm. Nghiêm. Nếu mà nhìn kỹ cho mình nhận xét trước đó. Bây giờ tao nhận xét trước nè. Ờ. Theo như tao không cần coi chứng minh nhân dân. Ừ. Không cần coi cái gì hết, khai sanh gì hết. Ừ. Tao vẫn biết rằng ừ. Ở đây phải kêu ở đây bằng chú. Ờ. Ông chú thì quá, anh thôi. Anh thôi. Ờ nhưng mà nghe nè. Vậy đó mà cái người ấy kêu cái người này. Đừng bao giờ chỉ cái tay vào người bộ trưng thôn như thế, mình phải làm như này. Người ấy. Không cho chỉ con tay vào rồi. Vậy đó mà người ấy và người đây. Vậy mà người ấy kêu người đây bằng dạ thưa dì chính. Chưa hết, chuyện này chưa có lạ đâu. Thằng Lọ con tao đó. Người ấy kêu bằng dạ anh Lọ. Anh Lọ. Nếu mà mình bằng nếu mà người ấy mà kêu anh Lọt bằng anh thì kêu tao với bằng chú. Ông nội mày. Chú hả? Đừng nghĩ làm trưởng thôn chửi tao hoài. Không có chửi hoài nha, cái này gọi là chống người dân thôn nha. Từ đây sắp tới bất cứ làm chuyện gì phải có chữ ký của tôi. Bây giờ cái này dẹp ra. Ủa? Trời đất dẹp ơi. Ra. Trời không, ơi. Dẹp ra. Bây giờ để cho nói cho chú trưởng thôn nghe đàng hoàng nè. Hồi nãy giờ đó là nói chơi nói giỡn thôi. Chứ bây giờ nói thiệt nè. Ha, cái vụ này chú xử lý vậy là căng là coi như là chú không có tình làng nghĩa xóm vậy đó, chú quậy lắm luôn á. Mày nói như vậy là hổn. Đây người ta là trưởng thôn, bộ trưởng thôn. Mày nói bậy là không đúng. Cái này là quá bậy. Bậy lắm luôn. Quá bậy. Quá bậy luôn, không phải bậy luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Dạ. Tụi bay có tin không? Có tin là tao thua tụi bay về cái tội là chống người thi hành công vụ không? Đạt ơi, Đạt bậy lắm nha. Bộ trưởng thôn bậy lắm nha. Chống người thi hành công vụ là cái gì? Khi nào mà người ta thí dụ như là vậy đó chống là trời ơi sao mày xấu chú như mày nè. Trời ơi chú như nó vậy nè. Mày xấu chú không có. Chú có sao không chú? Rồi có sao không? Bây giờ dẹp không? Không. Dẹp không? Không. Nếu không dẹp thì tôi cưỡng chế. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, sao ra anh ông nổi này? Trời ơi, sao chú té vô đâu dữ vậy? Trời ơi, quá phép như chung vô diễm vậy. Chú ơi, bộ trưởng thông ơi. Anh Đạt ơi, có sao không? Chú chỉ cao quá. Cái gì vậy? Sao vậy? Mặt con đâu cao dữ vậy? Sao? Trời ơi, bình tĩnh không? Sao có gì nói không chú? Trong mặt trời xem. Trời gì? Tao sẽ báo cáo lên cấp trên của tao. Rồi tụi bay sẽ biết tay tao. Trời ơi. Mấy ngón. Trời ơi, thê thảm quá. Đi đạt được không á, coi chừng lọt ao nghe. Đừng, cứ lọt ao đi cho tỉnh. Ê, còn nhận xuống tay được ta. Trời ơi, quýnh đảo quá. Đã cái gì, có gì ông về ông thưa, chết hết con lũ á. Ê, nói cho mày, đây là một bài học mà. Kinh nghiệm cho ổng nghe. Ý mình có thế có quyền, cậy chức hống hách, hà hiếp người khác, là kết cuộc là vậy đó cưng.